Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay Minh về cho anh em một cái chiếc xe mà rất là nhiều anh em hỏi Minh trong thời gian qua, đó là em Kawasaki Z400. Thì cái em này rất là mới luôn, để Minh kể sơ sơ về cái quá trình mà chủ xe để lại cho mình nha. Có nghĩa là mua từ hãng về, xong chạy ra quán cà phê, xong rồi chạy lên cái chống đổ đồ chơi, xong rồi chạy qua mình bán luôn. Tại em trai có việc em phải bán, xe chỉ có 186 km thôi anh em. Nó là hầu như là chưa có rô đai gì luôn á, xe còn mới tinh luôn đó, anh em có thấy không? Giờ thì mình sẽ quay chung review với lại em Z400 này và hai em Ninja 400 này luôn, lên giá cho anh em luôn nha. Đó, em quay hai em Ninja 400 rồi à. Đó, rồi chuẩn bị mình sẽ lên giá, lên kệ cho anh em là ba em xe này luôn nha, 400 phân khối. Thì cái em Z400 này ra cũng lâu rồi, ra cùng thời với lại Ninja 400 luôn á, nhưng mà mãi đến tận bây giờ thì Kawasaki mới đem cái Z400 này về phân phối và bán trên thị trường nhiều cho anh em. Thì cái con Z400 này, nói sơ cho anh em nghe thì nó giống y chang như cùng mấy giống y chang như con Ninja 400 thôi đó, mà nó cải tiến hơn, nó giống như là Ninja 300 với lại Z300 gì đó, anh em hiểu nôm na là như vậy. Cái đuôi đồ này nọ là giống hết luôn, chỉ khác phần đầu thôi nha anh em nha. Đó, và con 400 thì đi rất là mạnh mẽ luôn, xe này mới nữa. Anh em nhanh tay thì hãy alo cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ dắt các em xe ra ngoài đường để quay rõ chi tiết cho anh em xem. Rồi, thì do nó là xe mới cho nên cái gì nó cũng mới anh em, thì nó toàn bộ nó mới. Để mình quay ở đây Z400 cho anh em coi ha. Đây, ở đây là có một cái sổ hướng dẫn sử dụng của Z4 này, là mới mua luôn, lấy ra là có luôn nè. Này là cái thẻ cứu hộ miễn phí nè, khi mình mua xe mới là có thẻ này đó, là thẻ cứu hộ miễn phí cao qua. Và một cái sổ bảo hành bảo trì miễn phí luôn, là xe mới nha nè đó. Và hai cái này là hai cuốn sổ hướng dẫn sử dụng và một cái chìa khóa dự phòng đó, anh em coi kỹ chưa, ở đây là một cái chìa khóa dự phòng. Rồi xong là đầy đủ ha, đầy đủ cái này của xe mới. Thì những cái xe mới thì nó có đầy đủ vậy nha anh em nha, còn xe cũ thì không có đâu. Đó thì anh em ngắm sơ qua cái đầu đó đi, cái đầu đó thì mình cũng không có gì để nói nhiều nữa, cho anh em coi đèn đó, tiếng bô zin. À, có đó. Thì ở đây mình có để Z400 với lại Ninja 4 luôn. Ba con này đều có bán luôn anh em. Z400 và Ninja 4. Thì con Ninja 4, Z400 này á thì mới lên bộ chống đổ Evotech nè. Đó, bộ này cũng rất là xịn ha. Xịn, bộ chống đổ Evotech lại bảo vệ các nước Evotech luôn. Đó, rồi thì xe là toàn bộ xe mới luôn, mới tinh toàn bộ luôn, mới từ hãng dắt về luôn. Rồi, em này mình không có gì để nói, kêu có vỏ nè, mình dắt ra ngoài nó mới dơ luôn anh em. Nó dắt ra ngoài mới dơ luôn. Thì những con này á, thì chỉ có 100 mấy triệu thôi nha anh em. Đó, mình báo giá trên kênh YouTube luôn, 100 mấy triệu thôi. Đây là em Z400. À, có lên một cái bên năng, ốc bên năng nè anh em. Đó, ốc bên năng. Đó. Nè anh em lưu ý nha, sơn mới mình nó phải có mấy cái chấm chấm này nha anh em. Sơn mới là phải có mấy chấm 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 này mới là mới. Anh em coi phục nè, quay trong cái cây phục. Để bao phục trong rồi. Nó mới còn ốc 7 màu ken sà beng thì mới lấy mà anh em. Đó, vỏ nè anh em. Anh em thấy chưa? Thấy cái độ mới của nó chưa? Đó. Hot xe không có chạy sướng rồi luôn anh em, nó là mới tinh. Đó, và Ninja 400 mình cũng có luôn nha, cũng 100 mấy triệu thôi nha anh em, là có Ninja 400 nha. À, đặc biệt hai em này là có bô độ luôn, bô độ bô zin còn đủ. Em quay qua cái bô độ cho anh em xem. Xe này thì có biển Sài Gòn, tất cả xe đều là biển Sài Gòn hết. Bô độ chống đổ, bô độ chống đổ bảo vệ các nước là có đầy đủ nha anh em. Đồ zin còn nha. Rồi, cho anh em nghe tiếng bô. Đó, đây là cái em này, cái này là dán thêm cho đây nha,
skin của nó là màu đen. Đó, rồi tới em này mới là đặc biệt. Lên 2 dĩa luôn, 2 dĩa full đồ chơi. Đó, full topping cho anh em ăn, full topping cho anh em chơi. Anh em thấy không, con này nó bự hơn. Tại vì lên thanh đĩa đôi nè, thắng rất là an toàn. Phanh đĩa đôi thắng cực kỳ an toàn. Rồi phục upside down. Đó, phục upside down, phanh đĩa đôi. Rồi chống đổ. Bô độ. Bô em này cũng nghe rất là xuất sắc luôn. Để nghe cho anh em nghe tiếng bô. Chắc chắn luôn, nhìn rất là đã luôn nha anh em. Thắng con này rất là ăn nha. Rồi, quay phía trước cho anh em xem nè. Đầu con này là ốp cái đầu của ZX6R vô nha anh em. Có đầy đủ đồ chơi luôn, full topping cho anh em sử dụng luôn. Con này cũng 100 lẻ nha anh em nha. Đó, 106 triệu cho anh em nha anh em. Đó, đó một em, hai em nè, cho anh em so sánh, để anh em so sánh. Em quay cái yên của Ninja 400 mà thấy không. Rồi qua so sánh lại yên, y chang giống nhau hết nha anh em, mọi thứ là giống nhau hết, mọi thứ của hai xe là giống y chang nhau hết đó. Chỉ khác là dàn đầu thôi, và cái đồng hồ khác nha. Đồng hồ này là bê từ Z9 qua, cái đồng hồ này là bê từ Z9 qua nha. Đồng hồ này bê từ Z9 ra đây, còn odo là 183 cây nè. Anh em nào mua con này là chả khác nào đập thùng, tiết kiệm được 20-30 triệu luôn. Đó, em này bữa khách ra đập thùng là hình như là 138 triệu là chưa biển số nha anh em. Đó, bữa khách đập thùng là 130 mấy triệu á, là 183 cây mới chạy ra luôn. Quay chiếc xe em, quay anh với chiếc xe đó, quay cho anh em được coi. Hầu như mọi thứ trên con Z400 này là đều như mới nha anh em. Đó, khác phần đồng hồ nha anh em. Em qua quay cái đồng hồ của 400 này là nó khác nha anh em. Nhưng mà vẫn thấy đồng hồ mỗi con có mỗi cái đẹp riêng. Nào đây là đồng hồ của con 400 nha. Đây là đồng hồ 400. Đó, anh em coi, anh em tự so sánh. Nó nhìn thể thao hơn. Còn con này thì nhìn tiện lợi và gọn hơn. Con này là nó giống bê giống như của Z650 nè, Z9 nè. Đó, y chang y nhau vậy đó, Z650 và Z9 là nó bê vô y chang vậy luôn. Mà cái đầu này thì mình thấy hầm hố thôi. Đầu này giống ZH2. Cái đầu này nhìn giống ZH2 nè anh em. Nhìn rất là đẹp. Con này thì mới lắm rồi, quá mới luôn rồi. Ken xà beng luôn. Tuyệt vời không anh em? Đó, anh em nào thích thì cứ liên hệ mình. Em thử quay dưới cục máy cho anh em xem nè. Xe mới mà. Máy của Bo này nhìn là uy tín luôn ha anh em ha. Thì mấy con 400 này nó mạnh lắm nha anh em. Nó mạnh hơn cái dòng 250 phân khối nha. Và nó mạnh hơn cái dòng 300 phân khối luôn. Nó mạnh, cực kỳ mạnh. Có nghĩa là so với Ninja 300 nè, Z300 thì mạnh hơn nhiều. Ninja 300 và Z300 là mạnh hơn nhiều luôn á. Đây biển số này đẹp hơn anh em ha. 39474. Cái biển số mới cũng đẹp nữa. Nhìn cực kỳ đẹp luôn. Cái đuôi nhìn xe mới đã anh em ạ. Quay từ đây qua nè, góc này nè, đẹp này. Nhìn xe nó mới á, nó keng á, đã, nó cầm nguyên đống đồ mới, mới cực kỳ, lâu lâu mới mua được chiếc gì anh em. Nó mua tiết kiệm được mấy chục đó. Nó 100 mấy triệu à. Đó, con này cũng là 106 triệu cho anh em chơi thôi. Con này là 106 luôn nha anh em. Đó, anh em mà thích thì cứ alo cho mình. Biển Sài Gòn nha anh em, biển tỉnh là nó rẻ hơn nữa. Biển Sài Gòn là mắc lắm nha anh em. Biển Sài Gòn là lấy cái biển không là 5-6 triệu rồi đó. Đây, để mình ngồi cho anh em xem. Để mình ngồi cho anh em xem con Z400. Rất là thoải mái nè. Ngồi lên con này cực kỳ thoải mái luôn. Tối đi dạo phố nó nhẹ lắm. Nhẹ mà thoải mái. Để mình dạo một vòng. Vòng lên kia thôi. Sợ dơ xe. Xe mới quá sợ dơ xe. Thank you.
mạnh lắm. Nói chung là vừa nhẹ mà vừa mạnh đó. Nhẹ mạnh lắm, sướng lắm. Cảm giác chạy một chiếc xe nó mới á, đã. Cực kỳ đã. Thì nhớt nhau con này ăn ít lắm nha anh em nha. Nhớt của nó là theo nhớ là hình như chỉ có lít 8 thôi à. Lít 8 thôi. Nhớt nhau nước mát nó ăn ít lắm. Con này tiết kiệm lắm, dư hao nhiên liệu thì cũng 27-30 cây một lít. Nói chung tùy theo cách mình chạy nữa, tùy theo cách mình chạy và tùy theo mình đi bô gì nữa. Rồi anh em nào thích Z4 thì cứ alo cho mình. Mà thích Ninja 4 thì cũng cứ alo cho mình luôn. Đó, số điện thoại mình, shop mình. Bên mình bán là có bảo trì, bảo dưỡng rồi cho anh em rồi luôn. Đó, anh em nó cứ yên tâm. Rồi, ok anh em ha. Vậy thôi, clip này mình cũng không quay gì nhiều. Tại vì xe nó mới, mình cũng chả biết nói cái gì nhiều. Đó, chú ý là quay thêm con này với lại hai em Ninja 400 cho anh em có nhiều sự lựa chọn thôi. Anh em nào thích thì cứ alo cho mình. Thích thì cứ alo cho mình, lấy về chạy. Ok anh em ha. Rồi.